Alo. Alo anh Dương à? Không phải Dương nhá. Đây. iPhone 12 Pro Max 512GB Pacific Blue nhá. À thế thôi nhá, thế khỏi ăn gà nhá. Hả? Có gà à? Ơ anh Dương đây, anh Dương đây. Đây. Miếng ăn là mờ có mắt. Ừ có gà. Mới tậu được cái nồi chiên không dầu, thế chiều lên văn phòng nhá. Chiều nhá, chiều nhá. Đi luôn. Ok ok ok. 6 and a half hours later. Rồi, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Trang Vi Rương. Hôm nay mình có vi vu đâu, mình ở trong nhà mà. Ừ ha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục là Trang Vi Trang Dương ở văn phòng. Đầu tiên là mình phải xin lỗi các bạn vì tóc ngày hôm nay hơi ngu. Vì thế nên cho phép mình đội cái mũ này nhé. Anh là cũng ngu nên là bạn được tha thứ. Ok. Ok. Như chúng mình đã nói thì bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau khám phá thử xem là cái nồi chiên không dầu này sẽ làm được những gì. Đây, đợi nha. 1 2 3. Ơi, đấy, mình đã biến ra cái nồi chiên không dầu đây thưa quý vị. Rồi, thì cái nồi này trông cũng to nhỉ. Thực ra là từ bé đến giờ ấy, mình chưa có dùng cái nồi chiên không dầu bao giờ các bạn ạ. Nên là chắc phải để Trang giới thiệu. Thì cái nồi chiên không dầu này, thực ra thì cái này cũng không phải là cái to đâu. Thế sẽ có nhiều cái thế to này cũng phải to á? Cái này có dung lượng chỉ có 3 lít thôi. Mặc dù là trên nắp của nồi chiên không dầu này toàn là tiếng nước ngoài, tuy nhiên là đơn vị phân phối về Việt Nam đã rất là cẩn thận chú thích tiếng Việt vào đây. Thì ở đây chúng ta có thể nhìn thấy là có khoai tây chiên này, có nướng, cá chiên, hải sản, cánh gà, nướng bánh, bò bít tết, pizza. Đấy, anh nghĩ là đây là những cái món mà cái nồi này có thể làm được kiểu cơ bản đúng không? Nhưng mà thực ra thì cũng như thế là cũng khá nhiều, đến tới 8-9 năm lận. Đúng không? Mà anh đoán là mình cũng ăn chỉ có bằng này thôi, đúng không? Bây giờ thì em đã bưng cái nồi này đến cho anh rồi. Để anh biến ra nguyên liệu để hôm nay mình làm gì đi. Hôm nay đang quyết định làm món gì đâu? Ờ, làm món gì nhỉ? Bây giờ nha, anh để xem lại cái menu. Anh xem lại cái menu xem. Cá chiên này, cá chiên thì em không ăn cá. Anh không ăn được hải sản. Cánh gà cũng được. Nướng bánh thì là không có bột mì. Này có cái món gì mà làm kiểu cho vào nồi xong rồi nướng phát được luôn không? Khoai. Ờ đây có khoai đi chiên. Ui đấy, đẹp luôn. Thế mình sẽ làm món gà bằng khoai nhá. Anh đi kiếm nguyên liệu đi xem nào. À, như vậy là mình đã chuẩn bị đủ nguyên liệu ở đây và chúng ta sẽ bắt đầu thực hành luôn thôi chị. Làm ăn là phải đủ vệ sinh an toàn thực phẩm chứ căng tay đâu, tập dề đâu. Nào 1 2 3. Ôi từ thiếu chưa phun ra. 1 2 3. Rồi. Bây giờ tự tin làm rồi nhá. Rồi, nguyên liệu của chúng ta ngày hôm nay thì sẽ có đầu tiên là gà không phải thiếu. Đúng rồi. Khoai không phải thiếu. Đúng rồi. Ở đây thì chúng mình có nấm đùi gà này. Có ớt mình đã mua hẳn hai loại cho nó colorful sắc màu. Ớt chuông đây là sả, chanh vàng và đây là măng tây. Đó, ngoài ra thì chúng mình có sốt để ướp, tại vì ở đây cũng chẳng có người nào nữ công gia tránh cái nên mình mua sốt sẵn để ướp cho nhanh. Và ở đây thì mình có mua thêm những cái túi sốt như này để tí nữa chúng mình sẽ ăn với gà và khoai. Rồi xong. Bây giờ thì bắt đầu thôi. A few moments later. Mình nghĩ rằng với con gà như thế này thì gia đình các bạn có từ 4 đến 5 người ăn là hoàn toàn đủ nhá. Còn văn phòng nhà mình hôm nay thì cũng hơi ít người một tí, nên là bọn mình đã chuẩn bị sẵn cả khoai đây rồi. Đó, thì bây giờ mình sẽ ướp gà. Và trong lúc đợi gà ướp thì mình sẽ làm khoai tây. Vì như lúc đầu chúng mình cũng nói rồi, đó là cái nồi này thì nó chỉ có 3 lít thôi. Nên là mình nghĩ rằng nếu mà ướp, nếu mà mình chiên cả gà, khoai thì nó sẽ không thể đủ được. Vì thế nên là mình sẽ cho khoai vào trước. Anh Dương không nhìn thấy, không ai nhìn thấy cả. Mình đã cấp cứu giấy bạc vào đây để mình nướng đây. Khoai. À! Sao thế? Chết! Đau không? Đau, chảy máu. Để anh thay cho em cái găng tay khác. Tại vì em tưởng cái này nó lại, hóa ra cái này nó cắt được luôn. Dốc cứa vào tay chảy máu. Người va vào tình người sẽ đau. Ok, sau một ít đổ máu thì mình đã cần sự trợ giúp của anh Hưng. Và bây giờ mình đã lấy được giấy bạc rồi. Mình sẽ cho vào đây. Thực ra thì các bạn không cần dùng đến giấy bạc. Thế nhưng mà mình sợ là mình nướng hai mẻ, nướng cả gà nữa, nên là mình sẽ dùng giấy bạc cho món khoai để nó không làm bẩn khay của mình. Rồi. Nướng hết ạ? Nướng hết chứ. Ok. Văn phòng ít người mà, phải nướng hết chứ. Hồi hộp quá mọi người ơi. Mọi người ơi. Đây, rồi ok. Bây giờ thì mình sẽ bỏ căng tay ra bởi vì cái này nó là chế độ cảm ứng. Ok. Mình sẽ bật. Đó. Thì bây giờ mình sẽ chọn chế độ đấy là khoai tây chiên.
nó đã hiện sẵn là 180 độ ở 15 phút. Rồi, nó bắt đầu chạy rồi. Thì em nướng trong bao lâu em bảo các bạn? 15 phút và ở nhiệt độ 180 độ. Thì cái này nó đã set sẵn cho mình rồi, mình chỉ cần ấn vào cái chỗ khoai tây chiên là nó tự. Có nghĩa là những cái chế độ các món ăn ở đây thì chỉ cần bấm vào là nó sẽ tự set sẵn thời gian cho mình luôn. Đúng, thông minh. Nhưng mà ngoài ra thì nó cũng có những cái nút ở bên cạnh để các bạn tự hẹn nhiệt độ và tự hẹn giờ để có thể tự do sáng tạo món ăn riêng của mình á. Rồi đấy, ok. Gà thì anh cũng ướp đều đều hết đấy. Mình sẽ đợi nhá. Đợi cho gia vị thấm vào gà thì tí nữa mình sẽ nướng con gà này. Trong lúc đấy thì em sẽ tiếp tục công việc nữ công dân tránh cùng mình. Nhưng mà anh hỏi này, em làm sao em biết được cái nồi này bán ở đâu mà em mua? Em mua ở đâu ấy? Em mua ở TCS. Cái mà chuyên phân phối. Đúng rồi, chuyên phân phối các sản phẩm của Xiaomi đúng không? Đúng rồi, chính nó. Thực ra là mình cũng mua ở cửa hàng đấy vài lần rồi các bạn ạ. Không chỉ có cái nồi này đâu mà còn rất nhiều những cái sản phẩm khác nữa. Thì các bạn nếu mà các bạn muốn mua cái nồi này hoặc là các sản phẩm như kiểu sạc dự phòng các thứ ấy thì các bạn có thể đến TCS nha. A few moments later. Ok, trong lúc mà anh Dương đang cắt nốt đồ thì mình sẽ mở món khoai này ra vì khoai của chúng ta đã được rồi. Thì mình sẽ tiến hành mở luôn khoai ra nhá. Các bạn không cần phải lót tay hay lót gì hết bởi vì cái này nó đã có cách nhiệt cho các bạn rồi. Đấy, cầm vào không bị nóng chút nào. Ý, thơm quá các bạn ơi. Thơm không? Thơm. Vàng rụm luôn. Này nhìn này, nóng hơi hổi luôn, bốc khói này. Nghi ngút luôn. Này em ăn thử đi, ăn thử luôn đi. Ăn thử nhá. Ăn thử em thấy sao? Anh cũng ăn thử cái coi. Mềm. Ngon các bạn ạ. Nóng. Nhưng mà vì nó là nồi trên không dầu ấy, nên là món khoai này sẽ hơi khô. Đấy. Nên là bạn nào mà muốn nó bớt khô đi một tí thì trước khi mà cho khoai vào ấy, các bạn có thể tẩm một xíu dầu. Dầu hoặc là bơ. Nhưng mà thật ra là em thấy nó khá là vừa với khẩu vị của em, là ở ngoài nó khá là dai và giòn, bên trong thì nó rất mềm. Mềm, đúng rồi. Rồi, chúng ta chuẩn bị đến với món gà nào. Nó cắt nốt xả rồi. Cứ để đây. bình tĩnh. Để cho thơm. Rồi, cắt thảo cho thơm nhé. Đấy. Không phải siêu anh hùng được. Nãy giờ thì mình đã ướp gà khoảng 25 phút và mình nghĩ rằng là gia vị nó đã thấm đều rồi. Thấm đều rồi thì bây giờ mình có thể nướng được. Ai đi qua cái chỗ này cũng bảo là sao thơm thế. Đúng rồi, thơm từ mùi gà đấy. Em biết, em xem ách tắc ngón tay từng. Biết bộ đấy không? Nghĩa là có thằng cắn ngón tay xong rồi chảy máu thì biến thành tay từng. Các bạn ơi, gà này. Nhưng mình đoán là nó không thể vừa được ý. Vừa. Nó vừa nhưng mà nhìn nó có vẻ khổ quá. Không, nhưng mà nó đúng là vừa xinh luôn. Ok, bây giờ sẽ cho thêm mấy cái này vào nha. Xung quanh nha, rắc nó vô. Xin lỗi, làm rách giấy. Vứt giấy. Ngu ngốc thật sự. Đây là các bạn thân mến, thì đây chính là nồi gà của chúng mình. Gà hoa quả. Và đây chính xác là gà không lối thoát đâu các bạn. Gà không lối thoát chính xác. Nó không còn một cái hướng nào để nó thở nữa. Xung quanh nào là măng tây này, đây là có chanh này, ớt chuông, có một tí sả. Đấy, nấm. Và có cả nấm nữa. Nên bây giờ chúng mình sẽ Rồi, đủ rồi mọi người. Bây giờ mình sẽ bây giờ nhét vào đây nhá. Anh giữ nồi cho không. Rồi, anh sẽ nhét vào. Anh mà không vừa. Để vừa luôn ý. Bỏ bớt đi. Không, không bỏ bớt đâu. Không vừa được. 2000 years later. Cuối cùng thì mình cũng đã đút được con gà vào đây. Đấy, rất là nhiều cái sự vất vả, khó khăn và cả sự cố gắng nữa. Bây giờ mình bấm nhé. Rồi, được đúng không? Đúng. Sau khi bật nút khởi động thì các bạn sẽ bấm vào thực đơn. Đấy, các bạn thấy không? Nó sẽ hình nhấp nháy này, cánh gà này. Đây là nướng bánh này. Bò bít tết này, pizza này. Mình sẽ chọn là nướng chung đi. Rồi, bây giờ thì mình sẽ chọn là nướng chung. Đấy, thì ở đây đã set sẵn thời gian cũng như là nhiệt độ của cái nồi này cho các bạn. Bây giờ các bạn chỉ cần ấn vào nướng thôi. Chúng ta bắt đầu nhé. Đây, rồi. Bên chỉ đợi thôi. Chúng ta chỉ cần đợi thôi các bạn. 2 hours later. Em không là nàng thơ, anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ. Tình này nhẹ như gió, chiếu lên tim ta những vết hằn. Tiếng yêu này mong mai giờ tan vỡ, thôi cũng đành sẽ riêng những ngày tháng hồn nhiên. Chả hết cho
khoai thì đã bớt nguội ban nãy rồi, bởi vì là nướng gà cũng khá lâu các bạn ạ, tầm 25 phút. Đấy. Lần sau thì mình nghĩ là mình sẽ nướng khoai một cái thời điểm hợp lý hơn. Hoặc là sẽ cho khoai này bảo quản trong lò vi sóng ấy. Rồi anh đã điểm. Có số gì đây? Mở ra có số gì đây? Đây nào, có gì đây? Rất hồi hộp. Em cầm này đi, vừa rơi xuống bàn này. Rồi bây giờ anh sẽ cho cái nồi ra đây này. Đấy, cho các bạn nhìn kỹ này. 3, 2, anh rút nhá, em nhìn. Anh không nhìn đâu, em rút. 3, 2. Chín không? Nước đi ra tí, xuyên ra. Chín không? Cháy rồi. Em thật sự ngu ngốc. Các bạn thân mến á, lại chuyên nghiệp. Kính thưa quý vị và các bạn, tôi nghĩ rằng khi xem video đến đây, đã có rất nhiều bạn có vẻ không hài lòng lắm với sự ngu ngốc của chúng tôi. Tuy nhiên là tôi nghĩ rằng bất cứ ai trong chúng ta với những lần đầu tiên như các con, các cháu đi học này, lần những bước đi đầu tiên chập chững này, đúng rồi, rồi là học đánh vần các thứ này, thì tất cả những cái lần đầu đó đều mang dấu ấn của những sự vấp váp. Đấy, chúng tôi thì cũng vậy thôi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là với tất cả những lần đầu đấy thì nó sẽ là những kỷ niệm mà chúng ta nhớ mãi. Rồi, và không nói linh tinh nữa thì gà chúng tôi đã cháy rồi các bạn. gà nhá, các bạn nhìn nhá. Nhìn này, cái phần cháy này nó rất là mọng nước này. Đấy, đấy, ôi dồi ôi, mặc dù gà không hề có một tí dầu mỡ nào. Chúng ta sẽ đấy, chọc, mình không cho chọc, một ít dầu nào vào luôn. Các bạn ơi, nó chỉ xém mất cái phần da trên này thôi, còn phần dưới rất ngon. Ui. Nhìn đấy mỡ chảy ra chưa? Ui. Chúng tôi rất vinh hạnh khi là người đầu tiên được thử cái món gà cháy này. Xin phép các anh chị trong công ty ạ. Ui. Thơm quá. Bạn ơi, ở ngoài hơi cháy xém một tí phần da thôi, nhưng mà bên trong thịt rất mềm. Tốt gỗ hơn. Không bằng tốt nước sơn. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Rồi. Rồi các bạn thân mến, như vậy là sau cả buổi chiều ngày hôm nay đi mua đồ các thứ và làm món gà này thì chúng mình đã có thành phẩm đây, là một con gà nướng và một bát khoai tây làm từ nồi chiên không dầu. Đó, không sử dụng một chút dầu mỡ nào cả. Và những bạn nào mà muốn ăn những cái loại thức ăn như thế này mà sợ dầu mỡ thì có thể tham khảo những cái loại máy như thế này. Thì tôi phải nói với các bạn là cái máy này ý, các bạn biết giá các bạn sẽ không ngờ được. Nhưng mà từ từ, đắt không? Không đắt đúng không? Hả? Đắt không? Có đắt không? Làm sao mà đắt? Đắt làm sao em mua được? Em là hơi bị tiết kiệm đấy. Mua cho văn phòng phải mua những cái rẻ thôi. Mình còn phải mua cái mới. Ok. Đó, thì cái nồi này chỉ có giá là 899.000 cho một cái nồi như thế này, quá rẻ các bạn ơi. Và cho những bạn nào mà muốn mua chiếc nồi chiên không dầu này thì bọn mình có để link ở phía dưới phần description box, thì các bạn có thể tham khảo và mua luôn cho gia đình mình một chiếc nồi như thế này nhá. Còn bây giờ thì chúng mình phải đánh chén con gà này thôi. Lấy tất cả ăn thôi, bye bye. Lấy tất cả.